Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Chuyện Đông Tây Kỳ Thú. Thưa quý vị, những câu chuyện ngày hôm nay sẽ bắt nguồn từ phương Đông hay phương Tây? Mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với câu chuyện đầu tiên. Thưa quý vị, nhắc đến robot thì nhiều người nghĩ đến những cái cỗ máy cứng nhắc chỉ biết làm theo mệnh lệnh của người khác. Thế nhưng, nhờ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì ngày càng có nhiều robot có khả năng làm việc rất linh hoạt, chẳng hạn như là vẽ tranh. Và điều này khiến cho rất nhiều người cảm thấy bất ngờ. Thoạt nhìn những bức vẽ này, nhiều người cho rằng chúng là sản phẩm của một họa sĩ tài năng. Nhưng thực ra, đó đều là tác phẩm của những cánh tay robot. Các cánh tay robot có tại vẽ tranh này là đứa con tinh thần của nhà nghiên cứu Patrick Chesset, một người chuyên thiết kế và chế tạo robot. Để có thể phát họa chân dung của một người, robot dùng camera quan sát bao quát khung cảnh người mẫu đang ngồi, ghi nhận các chi tiết rồi vẽ lại. Chúng làm được như thế là nhờ một chương trình phần mềm họa hình mà Patrick đã cài đặt vào. Mỗi một tác phẩm chân dung được cánh tay robot vẽ hoàn tất trong khoảng 40 phút. Thưa quý vị, nếu quý vị là những người yêu thích bộ môn đánh bóng bàn nhưng lại gặp khó khăn trong việc tìm người chơi cùng hay là luyện tập thì giờ đây quý vị có thể tìm kiếm những đối thủ thay thế này, đó chính là những chú robot. Con robot này có tên là Forpheus, một sản phẩm của tập đoàn công nghệ Omron, có trụ sở tại thành phố Kyoto của Nhật Bản. Robot được chế tạo với một cánh tay robot và bộ bàn đi kèm, có thể giúp những người mới tập luyện bóng bàn làm quen với những kỹ thuật cơ bản của môn thể thao này. Ngoài khả năng đánh bóng chuẩn xác của robot, mặt bàn thi đấu còn có thể hiển thị đường đi cũng như điểm rơi của quả bóng để hỗ trợ người chơi. Theo các nhà phát triển robot, sự hỗ trợ này có thể giúp người chơi bóng bàn luyện tập tốt hơn. Theo công ty Omron, công nghệ chế tạo robot Forpheus sẽ là nền tảng để công ty phát triển nhiều loại robot khác trong tương lai, có thể hợp tác với con người một cách linh hoạt hơn. Những kỷ lục được thiết lập bởi các loài động vật luôn khiến cho người xem không khỏi bất ngờ và thích thú. Và một chú chó ở Mỹ đã được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness Thế giới sau khi thực hiện thành công màn trình diễn di chuyển trên quả bóng cứng qua quãng đường dài 10m trong thời gian ngắn nhất. Với sự hướng dẫn của người chủ, con chó Tenseller đã đứng thăng bằng trên một quả bánh cứng, rồi dùng các chân điều khiển quả bánh này di chuyển qua quãng đường dài 10m trong thời gian chỉ 33,2 giây. Tổ chức sách kỷ lục Guinness Thế giới đã công nhận thành tích này của Seller là một kỷ lục thế giới mới. Chủ của Seller cho biết, để có được màn trình diễn thành công này, anh đã hướng dẫn Seller thực hiện các bài tập đi thăng bằng trên quả bánh cứng trong suốt 1,5 năm. Với khả năng tiếp thu nhanh và sự linh hoạt, Seller đã giành được sự yêu mến đặc biệt của nhiều người, nhất là những ai yêu mến loài động vật đáng yêu, nổi tiếng về thông minh và trung thành này. Thưa quý vị, mới đây thì hàng trăm người từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về một thị trấn của Ba Lan để tham gia tranh tài một giải vô địch được mang tên là Đải Vàng Thế Giới. Ngoài mục đích giải trí thì việc tổ chức cuộc thi thường niên độc đáo này nhằm thu hút du khách cũng như là quảng bá hình ảnh của thị trấn. Và ngay bây giờ, xin mời tất cả quý vị hãy cùng khám phá những điều kỳ thú trên thế giới với giải vô địch Đải Vàng này nhé. Theo quy định của cuộc thi, mỗi thí sinh đứng trong một chiếc bồn chứa nước và được phát một xô cát đầy. Khi có tín hiệu bắt đầu, họ phải nhanh chóng dùng một chiếc khay đại số cát để tìm ra những hạt vàng li ti trong thời gian nhanh nhất. Trẻ em và người lớn đều có thể đăng ký tham gia cuộc thi. Giành chiến thắng tại giải vô địch Đải Vàng Thế Giới lần này là một thí sinh đã hoàn thành thử thách chỉ trong vòng 52 giây. Cơn sốt tìm vàng bùng nổ ở thị trấn Zlaturia vào khoảng thế kỷ thứ 12. Nhiều câu chuyện truyền miệng kể rằng những người đải vàng lúc bấy giờ đã gom đến 50kg kim loại quý này chỉ trong vòng 1 năm. Mặc dù số lượng vàng tại thị trấn Zlaturia đã dần cạn kiệt, song nơi này vẫn thu hút đông đảo du khách và những người săn vàng từ khắp nơi trên thế giới đến tìm kiếm vận may. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyện Đông Tây Kỳ Thú ngày hôm nay rồi. Chúng tôi hy vọng sẽ được gặp gỡ tất cả quý vị trong những số phát sóng tiếp theo. Đừng quên khung giờ quen thuộc phát sóng của chương trình cũng như là kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh quý vị nhé. Còn giờ đây thì Đại Duy xin chào và hẹn gặp lại.